Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, như buổi sáng Thầy cũng có phát biểu, chúng ta nguyện tu học Phật Pháp và đem ánh sáng giác ngộ của Phật vào trong cuộc sống để biến cuộc sống của chúng ta nhiều đau khổ này bớt đau khổ, xây dựng làm sao cuộc sống trần gian này được như là tịnh độ mà ở ngay tại trần gian này. Và cái đó là cái thiết thực nhất mà Đức Phật ra đời muốn chúng ta, những người con Phật, làm được. Đã. Thì kính thưa đại chúng, qua lời thỉnh Pháp đầu xuân của đại diện cho tất cả các Phật tử, thì hôm nay Thầy sẽ đến với đại chúng với một bài kinh. Bài kinh này cũng là bài kinh mà đem Phật Pháp vào trong cuộc đời, đặc biệt ứng dụng cho hàng Phật tử tại gia. Đó là bài kinh Thi Ca La Việt, tức là Đức Phật dạy cho ông Thi Ca La Việt là một người cư sĩ tại gia. Người ta còn gọi là bài kinh Lễ Bái Lục Phương đó. Chúng ta thường đi chùa khấn vái thế nào? Con lạy chín phương trời, lạy mười phương Phật, chư Phật mười phương. Lạy cho đầy đủ, không phải là lạy lục phương mà lạy hẳn mười phương. Lạy cho kín hết, không hở chỗ nào. Để Phật Thánh ở chỗ nào là cũng thấy con hết, gia hộ cho con hết. Thế nhưng mà cái ý nghĩa lễ lạy trong đạo Phật nó như thế nào? Thì hôm nay chúng ta sẽ nghe Phật dạy một ông cư sĩ tại gia, ông lễ lạy như thế nào để cho được đầy đủ ý nghĩa và thiết thực và đúng với tinh thần chính pháp của đạo Phật. Thì bài kinh như thế này. Buổi sáng như thường lệ, Đức Phật khi còn tại thế thì sáng Ngài đắp y, cầm bát vào trong thành Vương Xá Cất Thực. Thì hôm ấy Ngài nhìn thấy Thi Ca La Việt là một gia chủ. Ông này với cái áo thấm ướt, tóc thấm ướt, đang đứng chắp tay đảnh lễ các phương trời. Hết đông lạy lạy sang tây, hết tây sang nam, vân vân. Cứ thế mà lạy đủ sáu phương. Thấy vậy, Đức Phật mới dừng lại và hỏi ông ấy như thế này: Này gia chủ, vì sao ông lại dậy sớm ra khỏi thành Vương Xá với áo thấm ướt, tóc thấm ướt, chắp tay đảnh lễ hết các phương như thế? Tức là Đức Phật đi khất thực thì nhìn thấy một vị cư sĩ tại gia, nam tử, đứng chắp tay lễ bái sáu phương rời, hết phương này đến phương khác. Thì Đức Phật mới dừng lại hỏi ông ấy là sao ông lại lễ bái như thế. Thì ông ấy thưa rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, thân phụ của con khi gần mất có dặn con rằng: Con thân yêu, con hãy vì ta mà đảnh lễ các phương cho ta. Vì tin kính lời cha dặn nên sáng nào con cũng dậy làm như thế. Như vậy là chứng tỏ cái ông con trai này rất hiếu thảo. Khi cha sắp mất trăng trối rằng: Con hằng sáng con dậy, con đảnh lễ sáu phương trời như thế cho ta, chắc là lễ như vậy ta sẽ được siêu thoát. Cho nên là người con này rất hiếu thảo, nghe cha dặn như vậy là sáng nào cũng dậy. Khi sau đó cha mất thì sáng nào ông cũng dậy đảnh lễ sáu phương trời. Chúng ta thấy thật là rất hiếu hạnh, đúng không? Nhưng chúng ta không biết có làm được thế không? Cha mẹ khi mất trăng trối dặn dò, có khi chưa hết 49 ngày mình đã quên mất lời dặn rồi, nghe không? Đã. Chứ không phải nói là đến nhiều năm sau. Nhưng mà đây ông này, ông vâng lời cha dặn, ngày nào cũng thế, chăm chỉ lễ bái. Đã. Thì ông nghĩ là lễ như vậy cha mình sẽ được toại nguyện và cha mình chắc là sẽ được siêu thoát. Thế thì Đức Phật mới bảo: Này gia chủ, trong pháp của Bậc Thánh, lễ bái sáu phương không phải như vậy. Trong pháp của Bậc Thánh Nhân, lễ bái sáu phương không phải là lễ như ông đâu. Không phải hì hục lễ như ông đã là đúng với ý nghĩa trong giáo pháp của Bậc Thánh. Thì chúng ta biết tại sao Đức Phật nói Bậc Thánh. Vì đã là Thánh, cái gì chúng ta cũng phải nên học theo. Mà đã là Thánh thì cái gì cũng đúng. Nghe không?
thế mới gọi là thánh, đúng không nào? À, ai tài giỏi siêu việt mình mới gọi là ông thánh thế chứ, đúng không? Nhưng mà cái thánh ở đây ấy, với đạo Phật là bậc thánh xuất thế gian, bậc thánh chứng ngộ chân lý, chứ không phải thánh như chúng ta ở trần gian nói. Mấy quý vị mà đi nhảy đồng đấy, không gọi là đi theo đạo thánh, không phải thánh đấy nhá. Không phải thánh đấy, mà thánh này là thánh xuất thế, bậc thánh có trí tuệ, đấy mới là bậc thánh giải thoát, bậc thánh trong Phật Pháp. Thì ông Thích Ca Lăng Việt, ông ấy bạch Phật thế này: Bạch Thế Tôn, vậy thế nào mới là lễ bái sáu phương theo bậc thánh? Xin Ngài hãy giảng giải cho con được biết. Thì Đức Phật mới dạy: Này gia chủ, ta sẽ nói, hãy nghe và suy xét cho kỹ. Một vị thánh đệ tử lễ bái sáu phương bằng cách hộ trì sáu phương. Sáu phương đó là gì? Phương Đông là cha mẹ. Đấy, sáu phương đó là gì? Phương Đông là cha mẹ của mình. Phương Nam là sư trưởng, phương Tây là vợ con, phương Bắc là bạn bè, phương dưới là tôi tớ, phương trên là Sa Môn và Bà La Môn. Hộ trì cho sáu bậc đó chính là lễ bái sáu phương vậy. Đây, như vậy chúng ta thấy sáu phương này không phải là phương vị trong không gian này. Nghe không? Mà ở đây Đức Phật nói phương Đông ấy là gì? Là cha mẹ sinh thân ra ông đấy, là cha mẹ của chúng ta. Đấy là phương Đông. Phương Nam là sư trưởng, là thầy tổ dạy dỗ cho ông. Phương Tây là vợ con của ông, những người gần gũi với ông nhất. Phương Bắc là bạn bè của ông. Đấy, phương trên, tức là phương thượng, gọi là thượng phương, là Sa Môn, Bà La Môn. Phương dưới, cái phương dưới đất của chúng ta đây này, là người ăn kẻ ở, là tôi tớ của ông. Như vậy chúng ta thấy sáu phương này đã bao đủ mình chưa? Bao đủ mình hết rồi đấy. Đông Tây Nam Bắc, trên dưới, đủ hết đấy. Nếu mà chúng ta mà lễ kín hết cả như này thì yên tâm, cả sáu phương hộ trì cho mình chẳng hở chỗ nào cả, chắc chắn là sẽ tốt lành. Thì ở đây Phật dạy ấy, trong giáo pháp bậc thánh, lễ bái tức là hộ trì, là cung kính, là phụng sự sáu phương này đầy đủ như thế thì sẽ được tốt đẹp nhất. Thế thì bây giờ Phật dạy chi tiết, sáu phương đó là sáu đối tượng đó, đó là cha mẹ, là sư trưởng thầy tổ, là vợ con, là bạn bè, là những bậc đáng cung kính, và là những bậc phục vụ của mình, những người phục vụ mình, tôi tớ, kẻ ăn người ở với mình. Đó. Như vậy là nó đủ đấy. Một con người ở đời thì sáu mối quan hệ này là chính, là đủ hết rồi đấy. Đó, chúng ta kiểm lại xem, đúng không? Sáu mối quan hệ này là bao hàm đủ hết tất cả, gần như tổng hòa các mối quan hệ của một con người trong xã hội rồi. Thế thì chúng ta phải cư xử như thế nào trong sáu cái mối quan hệ này cho đúng đạo lý, thì đó là chúng ta lễ bái sáu phương đúng nghĩa. Bây giờ Đức Phật mới dạy chi tiết. Này Thi Ca La Việt, hộ trì cha mẹ, đây là phương gì? Phương Đông. Ông lễ phương Đông á, không phải là ông quay mặt về phía mặt trời mọc rồi ông cứ thế ông lễ là ông lễ phương Đông, mà ông lễ cha mẹ, ông hộ trì cha mẹ ông. Đó, đấy là ông lễ phương Đông. Thì hộ trì cha mẹ có năm cách như thế này. Thứ nhất, những người con được cha mẹ nuôi dưỡng thì mình phải có bổn phận nuôi dưỡng lại cha mẹ. Cái này thì chúng ta biết rõ, nhất là dân tộc Việt Nam chúng ta với cái tinh thần hiếu đạo, đúng không? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Thì chúng ta cũng rất thấm nhuần, các Phật tử chúng ta thì rất rõ về cái nghĩa này. Wow. Cha mẹ cho chúng ta toàn thân này, lo lắng cho chúng ta tất cả. Có thể nói những bậc cha mẹ mà có lương tâm đó, có giáo dục, thì tất cả cuộc đời mình có thể nói là dành cho con là chính. Mọi sự phấn đấu cũng để cho con. Cho nên cha mẹ là cho chúng ta tất cả. Thế thì cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta như vậy thì bổn phận chúng ta làm con cái phải phụng dưỡng, nuôi dưỡng lại cha mẹ.
Khi cha mẹ già yếu, dù là không được cha mẹ nuôi dưỡng, nhưng mà chúng ta nuôi dưỡng lại cha mẹ, thì đấy là hành vi của vị Bồ Tát đấy. Cũng có những người con cũng bất hạnh, khi sinh ra đời cha mẹ không chăm sóc, có khi bị bỏ rơi, bị vứt bỏ. Cái trường hợp này là trường hợp có xảy ra, không phải là nhiều, không phải phổ biến. Đây chúng ta biết là cái nghiệp của mình. Chúng ta sinh ra mà bị cha mẹ bỏ rơi, vứt bỏ, đấy là ác nghiệp của mình. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn phải cảm ơn cha mẹ, vẫn phải tìm cách báo hiếu cha mẹ? Cha mẹ như thế mình có đáng báo hiếu không? Phật dạy vẫn phải báo hiếu đấy, vì cha mẹ đã cho mình cái thân này. Cho nên Thầy vẫn nói là có một vài các cháu nó hư, nhiều khi nó giận trách cha mẹ, nó bảo ai bảo ông bà đẻ ra tôi, thế thì ông bà phải thế này thế kia, phải nuôi tôi. Trách cha mẹ, trách như thế không đúng. Vì thực ra mà nói, cha mẹ không mời mình đến. Nói thẳng ra mình là cái vị khách lang thang trong cơn bão tố mà, rồi chạy vào trú trong ngôi nhà của cha mẹ. Tự mình lẻn vào, chui vào trú trong đấy chứ cha mẹ không mời mình vào. Thế rồi tự nhiên thế là cha mẹ phải nuôi mình. Mà đặc biệt nhất là người mẹ phải nuôi mình và phải cho mình ra đời. Đó. Cho nên khi đã cho mình ra đời, cho mình cả cái thân này, là mình đã phải mang ơn, phải đền đáp rồi. Chứ không phải nói rằng là cái chuyện là cha mẹ có nuôi dưỡng mình sau này hay không. Dù nuôi dưỡng hay không nuôi dưỡng, mình có cái thân này là phải mang ơn cha mẹ rồi. Đó. Cho nên bổn phận làm con vẫn phải báo hiếu cha mẹ, dù cha mẹ thế nào. Đó. Cho nên ở đây nói cha mẹ nuôi dưỡng mình nuôi dưỡng lại cha mẹ, đấy là đạo lý tự nhiên. Còn dù cha mẹ không nuôi dưỡng mình nuôi dưỡng lại cha mẹ, thì đó là hành vi của vị Bồ Tát đấy. Đấy, người con như thế thật xứng hạnh Bồ Tát. Thế thì thưa đại chúng, cái điều thứ nhất trong bổn phận làm con đối với cha mẹ là như vậy, phải phụng dưỡng nuôi dưỡng cha mẹ. Thứ hai, làm bổn phận đối với cha mẹ, hàng ngày bình thường chúng ta phải thưa thỉnh thăm hỏi cha mẹ. Khi cha mẹ đau ốm phải săn sóc. Thấy cha mẹ làm việc thiện thì mình khuyến khích, thấy cha mẹ làm việc ác trái đạo lý thì khuyên ngăn. Việc này thì đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ, nghe không? Người con được như thế này ấy, là người con cũng có trí tuệ đấy. Muốn như thế chúng ta phải học Phật Pháp thì chúng ta mới có thể biết gì, biết điều thiện, biết điều ác để mà ứng xử với cha mẹ. Điều thiện thì ta khuyến khích cha mẹ chăm chỉ thực hành, điều ác thì chúng ta khuyên ngăn cha mẹ để cho cha mẹ không làm điều ác. Chúng ta giúp cha mẹ không bị đọa lạc. Đó. Thì cái này chúng ta phải học Phật Pháp mới được. Thì thưa đại chúng, cái bổn phận của người con đối với cha mẹ, sớm thăm tối viếng, chúng ta trước nghe trong cái gương hạnh, hiếu hạnh của những bậc tiền nhân ấy, quả thật rất nhiều người con thể hiện cái sự hiếu hạnh đặc biệt. Đặc biệt nhất như ở Trung Quốc là có 24 cái tấm gương hiếu hạnh gọi là nhị thập tứ hiếu đã viết thành truyện. Và Thầy đề nghị tất cả các Phật tử trong gia đình mình nên nhà nào cũng có một quyển nhị thập tứ hiếu mua về cho con cháu mình nó học nhé. Đấy. Đấy, mùa đông mà rét như thế này này, nếu mà nhà nào nghèo không có chăn ấm nào, thì con cái mà hiếu thảo cha mẹ phải lên giường nằm trước cho nó ấm cái giường lên để cho cha mẹ ấm rồi mới mời cha mời mẹ vào nằm. Đấy, thế cho người ta gọi là quạt nồng ấp lạnh, mùa lạnh là mình phải ấp cái chăn cho nó ấm rồi mới mời cho cha mẹ vào nằm. Chứ nhiều khi vào nằm nó vẫn còn lạnh lắm. Đấy, người con có hiếu là như vậy đấy. Mùa hè thì phải quạt cho cha mẹ. Vào, bây giờ thì mình ỷ có quạt máy, có điều hòa, thì tự nhiên nhiều khi cái nghĩa của mình ấy nó cũng không được tròn. Nghe không? Đấy, thế nhưng mà mình phải có cái tâm. Thôi mua cho cha mẹ cái quạt, mua cha mẹ cái điều hòa, nhưng mình phải có cái tâm trong đấy. Nghe không? Chứ còn quạt điều hòa thì mát, nhưng mà lòng mẹ vẫn cô đơn, không thấy con mình nó chăm sóc đến mình. Ỷ vào cái máy nó chăm thì vẫn chưa tròn đâu. Đấy, đại chúng phải thấy như thế.
Các cụ nhiều khi là cần cái tình của người con lắm, chứ không phải là cứ sắm cho các cụ đầy đủ đấy, thế là xong. Buồn thì cho cụ xem tivi, nóng thì cho cụ nằm điều hòa, mát lạnh, thế là xong. Nhưng mà mình chẳng thăm hỏi, chẳng có cái tâm ở trong đó thì vẫn chưa tròn cái hiếu tâm của mình. Đó, cho nên Thầy đề nghị đại chúng phải thực hiện cái điều này nha. Cái bổn phận thứ ba là mình phải gìn giữ truyền thống của gia đình. Đó, cái việc này người con phải làm nha. Gia đình có cái truyền thống, dòng họ có truyền thống của dòng họ, thì chúng ta phải thực hiện điều này. Đó, đặc biệt ở Việt Nam mình ấy, thì cái truyền thống dòng họ cũng rất được nêu cao. Và ví dụ những dòng họ rất là vẻ vang, như dòng họ Trần là rất vẻ vang đấy, rất tự hào. Đấy, có Đức Vua Trần Nhân Tông là Phật Hoàng, là bậc sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm, cho nên dòng họ Trần rất là vẻ vang. Tuy nhiên như thế, đất nước chúng ta thì có cả hàng ngàn cái dòng họ đó. Ở trong Đại Nam Quốc Tự, ở trong Bình Dương đó, thì anh chủ ở đấy, anh có làm cả một cái quyển sách mà lưu danh đúng 1.000 dòng họ ở Việt Nam. Có nhiều cái dòng họ rất lạ, lần đầu tiên Thầy nghe thấy. Có cả cái dòng họ tên là họ Ong, thưa đại chúng. Ong ấy, chứ không phải là ông đâu. Thế thì có cả ngàn cái dòng họ. Thế nhưng mà thưa đại chúng, ngàn dòng họ cũng từ đâu? Từ một bọc mà ra. Vâng, từ 100 cái trứng của mẹ Âu Cơ mà ra. Cho nên tuy là dòng họ phân ra, nhưng thật là cùng một bọc mà ra. Cho nên cái chữ chúng ta gọi là đồng bào, tức là cùng một bọc vậy đấy. Cái chữ bào là bọc, cái chữ đồng là cùng. Chúng ta là đồng bào, là cùng một bọc, toàn là con cái trong một bọc mà ra. Cho nên tuy phân dòng họ như thế để nó biết ngành, biết ngọn, nhưng còn thực chất cùng một gốc thôi. Họ Trần hay là họ Vũ hay họ Nguyễn hay họ Lê, họ nào thì họ cũng ở trong một cái trứng ấy mà ra. Thế cho nên không có cái gì phân biệt. Mỗi mỗi dòng họ phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ mình, và cả trăm cả ngàn dòng họ cùng chung sức lại thì mới xây dựng cái đất nước này được hưng thịnh, được vững mạnh, vững bền. Đó, chứ không phải phân dòng họ để rồi dòng họ này đấu đá với dòng họ kia, dòng họ này kiêu mạn với dòng họ kia, không phải thế. Ở đây Thầy nói thật mà nói, bất kỳ người nào trong đại chúng chúng ta đây đều mang dòng máu của cả trăm họ, chứ không phải một họ đâu. Có đúng không đại chúng? Mà thế đúng là như vậy đấy. Chúng ta mang dòng máu của cả ngàn họ, không phải là trăm họ nữa, trong mình đây này, chắc chắn là như vậy. Đấy, ví dụ chú này họ Nguyễn, nhưng mà họ Nguyễn là làm dòng máu của cha, mẹ lại là họ Vũ chẳng hạn. Thế nhưng mà cha mình ấy thì là ông họ Nguyễn, thế nhưng mà bà mình lại là họ Phạm chẳng hạn. Đấy, thế như vậy chúng ta thấy trong mình nó có đủ hết tất cả dòng họ. Đúng không đại chúng? Cho nên chúng ta biết là như vậy, chúng ta đều là con một nhà. Thế thì phát huy cái truyền thống dòng họ để cho mình duy trì được những cái nét tốt, bảo tồn nó. Nghe không? Cái tính chất quyến thuộc, chúng sinh là rất yêu thích quyến thuộc. Cho nên ấy, đối với Phật, Phật cũng biết đó. Thì nếu mà để cho họ nghĩ hàng ngàn dòng họ thì họ không biết thế nào. Nhưng thôi nghĩ đến cái dòng họ nhà mình, à, ông bà tiên tổ của mình, thì mình rất dễ thực hiện cái bổn phận. Cho nên ngay trong nhà Phật, trong chùa các thầy cũng thế đấy. Cái giáo dục của Sơn Môn, Sơn Môn tức là từng ngành, và ví dụ như Sơn Môn Yên Tử này, Sơn Môn Chùa Hương này, đấy, tức là những ai là đệ tử ở Yên Tử thuộc về một Sơn Môn, ai từ Chùa Hương thuộc về một Sơn Môn, thì cái giáo dục theo Sơn Môn rất là tốt. Nhiều khi á, ở trong giáo hội ấy, giáo dục khó hơn, thế nhưng về trong Sơn Môn vào thì dạy rất là dễ. Đấy, đấy, ví dụ tất cả các sư ở chùa Ba Vàng, sau này thì Ba Vàng là một Sơn Môn, thì tất cả những sư nào từ chùa Ba Vàng này đi vào thầy giáo dục hay là các sư ông, các sư bác giáo dục thì nó dễ, vẫn gọi là trong nhà giáo dục, gọi là gia giáo. Nghe? Cái gọi là gia giáo tức là giáo dục trong nhà, nó rất là dễ dạy. Thế còn nếu mà ra cộng đồng đại chúng thì nó khó. Cho nên cái việc mà duy trì truyền thống dòng họ là cái việc nên làm. Các thầy cũng rất khuyến khích cái này. Mỗi mỗi dòng họ nên duy trì truyền thống.
phát huy cái tốt của dòng họ mình thì sẽ được tốt. Tất cả các dòng họ đều tốt đẹp, đều mạnh thì đất nước này sẽ hùng mạnh. Đó, cái đó không phải là xấu, không phải là cục bộ, không phải là chia rẽ. Chúng ta phải hiểu rõ như vậy. Phải hiểu rõ như vậy thì sẽ rất là tốt. Đó, cho nên bổn phận của người con trong gia đình là phải biết giữ gìn truyền thống của gia đình và làm cho nó tốt đẹp lên, phát huy những cái hay tốt của gia đình, của dòng họ mình lên. Đó, cho nên ngày xuân này là ngày sum vầy, con cháu đi xa về gần về, cha mẹ, ông bà ngồi ôn lại những cái truyền thống tốt đẹp của gia đình, tính hiếu học, tính văn lễ nghĩa của mình, dạy con, dạy cháu rất là hay. Wow. Quây quần bên mâm cơm, ông bà kể chuyện về quá khứ cho con cháu nghe, truyền thống vượt khó, ý chí quật cường của mình cho con, cho cháu được nghe rất là tốt. Đã, những cái bữa cơm ấy, những cái buổi họp mặt gia đình ấy rất là quý. Khi giáo dục trong cái môi trường ấy, cái không ấy, không khí ấy, con người ta rất dễ hấp thu. Đó, thưa đại chúng, Thầy thường nhớ trước khi đi tu, đúng đêm giao thừa, là ở nhà cúng giao thừa xong là bố mẹ rồi con cái ngồi quây quần với nhau, kể chuyện, nói những cái chuyện truyền thống gia đình. Nhờ, ngày xưa bà nghiêm khắc như thế, ông nghiêm khắc như thế, dạy bố như thế, thì các con bây giờ như thế, rất là hay, rất là thấm đậm. Và những cái đấy nó ăn rất sâu vào trong tiềm thức của con người. Nó sẽ tải đi suốt cuộc đời cho mình. Nó giúp cho mình định hình thành cái nhân cách của một con người đấy. Rất hay. Cho nên cái giáo dục truyền thống gia đình là cái rất cần thiết trong mỗi một gia đình. Rồi cái thứ tư, bổn phận của người con là phải biết bảo vệ tài sản được thừa tự. Được thừa tự tài sản là một cái phúc lành. Có những người sinh ra không có tài sản, không được thừa tự. Nhưng nếu ai được thừa tự tài sản của gia đình, của dòng họ thì đấy là cái phúc lành đấy. Tức là cái phúc ấy người ấy đã dự trữ trong tiền kiếp rồi, bây giờ được thừa hưởng. Thì người này phải có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn nó. Đừng để cho nó bị mai một, thất thoát đi. Nghe không? Phải phát triển nó lên. Đấy là tốt. Mà, chứ bây giờ ông bà, tiên tổ để lại có mấy cái đồ quý, phải không? Làm truyền thống rồi, bí quá rồi cũng đem bán hết, phải không? Vặt hết cả, có khi có cái pho tượng thờ quý, có cái bát hương quý cổ đấy không, bí quá rồi cũng đem bán hết thì thôi rồi. Những người mà đến bán cả bát hương đi thôi thì thôi, thì làm ăn gì nữa, sao mà có thể là giữ gìn được gia đình được nữa. Thì chúng ta là bổn phận là phải thế đấy, là con cái trong gia đình phải biết giữ gìn những cái tài sản thừa tự, được thừa tự mình phải biết giữ gìn và phát huy nó lên. Đó, giống như Thầy về nhận cái chùa Ba Vàng này, tài sản thừa tự của chùa còn mấy cái bia đá và mấy cái chân cột đó. Đấy, các cụ để lại cho Thầy thế, nhưng mà Thầy rất cảm ơn một cái bia đá của cụ Tuệ Bích Phổ Giác Thiền Sư mà làm lên được cả một cái công trình như thế này đấy, thưa đại chúng. Cho nên cái bia đá Thầy rất quý, đang được để tại nhà bảo tàng của chùa chúng ta. Đấy, đúng là từ cái bia đá này thôi, không có cái bia đá này không làm được cái việc gì cả. Chân cụ Tuệ Bích, cụ có cho Thầy cái gì đâu, không cho gì, nhưng mà để lại cái bia đá này mà đủ hết đấy, thưa đại chúng. Từ cái bia đá này mà chùa được công nhận là di tích lịch sử văn hóa và danh thắng, như sáng nay anh Phó Chủ tịch anh nói đó. Và từ cái công nhận như vậy Thầy mới xin được đất như thế này. Lúc đầu cái chùa mình nó có 150 m² thôi, bây giờ xin cái quỹ đất chùa mình là 123 hecta. Đấy, nó rộng gấp trăm lần, như thế, ngàn lần. Đấy, chỉ từ cái bia đá này. Không có bia đá thì không được. Cho nên đại chúng thấy cái bia đá này chính là tinh thần, là hồn cốt của cụ để lại. Cho nên cái di sản thừa tự, cái tài sản bằng tinh thần ấy, bằng đạo đức ấy, nó sẽ phát sinh những cái rất lớn, cái phước báo của nó rất lớn. Khi mà Thầy bước chân vào chùa, mấy ngôi chùa nhỏ đầu tiên, lễ Phật xong, ra trước cái bia đá thì tự nhiên Thầy nghe thấy cái tiếng vang trong không trung đấy, là phải về đây, về chịu trách nhiệm ở đây. Thì Thầy mới thấy đúng là nó có cái sự lạ kỳ. Đó. Lạ kỳ thật sự. Và Thầy nghĩ chính là các Ngài bổ sứ mình về đây. Cho nên cái bia đá nó là một cái di chứng, một cái vật mà từ đó mình có thể làm nên được. Không có cái bia này không thể có cái chùa Ba Vàng, thưa đại chúng. Cho nên cụ Tuệ Bích, Thiền sư Tuệ Bích với Thầy
có cái mối liên hệ cũng rất đặc biệt, rất là đặc biệt. Và Thầy rất là tri ân Ngài. Và Thầy cảm nhận rằng trong các việc Phật sự của chùa có sự gia hộ của Ngài rất lớn lao, chứ không phải không. Đó. Thế cho nên ấy, bổn phận của cháu con phải giữ gìn tài sản thừa kế, thừa tự, nghe không? Đặc biệt nhất ấy, là cái tài sản phi vật thể, bây giờ người ta gọi là từ phi vật thể, tức là những cái tài sản về tinh thần là chúng ta phải giữ gìn. Chính là cái truyền thống đó đó nhé. Mà đệ tử Phật cũng thế, đệ tử Phật đi tu không phải thừa tự tài sản vật chất, mà thừa tự giáo pháp của Phật, thừa tự pháp của Phật mới là chính. Đấy, các sư ông chùa mình hôm Thầy hỏi, thế có con nào muốn thừa tự cái chùa Ba Vàng này không? Không thấy ông nào. Và bạch Thầy, chúng con muốn thừa tự pháp Phật cơ. Nhưng mà chắc là năm ngoái mà Thầy hỏi thì khối ông giơ tay. Nhưng mà từ khi tuyên hành pháp và ban hành thanh quy và cho tu hành thì mới biết thừa tự pháp là quý, chứ thừa tự tài sản không quý. Thưa đại chúng, cũng nhiều chùa khổ lắm, có thể không to như chùa mình đâu, nhưng mà ông sư phụ mà đang ốm làm giường ấy là thấy đệ tử đã có nhiều chuyện rồi đó, nghe không? Bắt đầu tính chuyện, thầy mình mà chết thì phải làm sao, ai chủ trì đây, bắt đầu tính chuyện rồi đấy, rất khổ, cũng giống như ở trong nhà vậy đấy, nghe không? Thế nhưng mà chùa chúng ta đến bây giờ thì việc này là ổn thỏa, không ai tranh chủ trì cái chùa này cả, mà sau này là phải lãnh trách nhiệm thôi. Đấy, thưa đại chúng, cái này là hạnh phúc đấy. Chứ nếu mà thầy mà chưa nằm xuống đã tính chuyện rồi, thì đại chúng thấy có bất hạnh không? Cha mẹ chưa nằm xuống, con cái đã tính chuyện chia của thế nào rồi, nghe không? Thì nó còn mong cụ chết sớm đi, nó chia của được nhanh. Đấy, thì trong Phật Pháp là như vậy, thì ở thế gian cũng thế. Người con phải giữ gìn tài sản được thừa tự, đặc biệt nhất tài sản bằng tinh thần, giá trị tinh thần, cái đó phải giữ gìn, phải phát huy nó lên, cái đó mới là cái quý. Cái bổn phận thứ năm của người con đối với cha mẹ, đó là khi cha mẹ qua đời thì phải làm tang lễ như pháp. Đây, thì chúng ta biết rồi, với tinh thần đạo Phật thì chết có phải hết đâu, nghe không? Cho nên chúng ta thực hành pháp của Phật, làm tang lễ cho cha mẹ đúng như lời Phật dạy thì cha mẹ được lợi ích thật sự. Không phải là làm cỗ cho to, sát sinh thật nhiều, mâm cao cỗ đầy là hiếu thảo với tinh thần đạo Phật. Và thì khi cha mẹ lâm chung, chúng ta như pháp Phật dạy thực hành thì cha mẹ sẽ được lợi ích. Đó là gì? Chúng ta thỉnh chư tăng đến và thuyết pháp giáo hóa vào những ngày trọng lễ như vậy, căn bản như vậy. Rồi chúng ta thực hành giới luật Phật, chúng ta tu trì sám hối, chúng ta bố thí cúng dường, đấy, được phước báo. Chúng ta phóng sinh, được phước báo. Đấy, như trong Kinh Địa Tạng dạy đấy, khi trong nhà có người lâm chung thì cái việc cúng lễ tốt nhất là cúng chay tịnh, tuyệt đối không sát sinh để cúng tế. Đó, và không cúng tế với ma quái quỷ thần, không chạy theo đồng bóng và không chạy theo thầy phù thủy, thầy pháp, cúng theo những cái đó không được lợi ích. Chúng ta là đệ tử Phật thì chúng ta cúng Phật, cúng các bậc thánh hiền tăng, mình được phước báo, và đặc biệt phải cúng chay, không được sát sinh. Chúng ta phóng sinh, rồi cúng dường, làm các việc từ thiện, đấy là những cái phước báo thiết thực nhất cho người lâm chung, cho cha mẹ mình. Thì Thầy rất là vui, Phật tử chùa mình hàng ngàn Phật tử bây giờ đã ứng dụng được cái điều này. Gần như ngày cha mẹ lâm chung là không có sát sinh, đã biết cúng chay trong tất cả các buổi lễ. Các lễ, không những cái ngày đưa tang cha mẹ mà cho đến ngày 35, 49 và sau này các ngày giỗ của cha mẹ đều cúng chay. Đấy là một cái điều tiến bộ rất là đáng mừng đối với Phật tử của chùa chúng ta. Làm như vậy chắc chắn là cha mẹ, tiên tổ mình được lợi ích. Đó. Bên cạnh đó, nhiều Phật tử lại còn biết dành cái tiền phúng viếng cha mẹ làm việc công đức, không dùng vào, không tiêu pha. Tiền phúng viếng ấy là dành cho cha mẹ bằng cách làm phúc cho cha mẹ. Đấy, như trong Kinh Địa Tạng Phật dạy đấy, nếu thân nhân của mình mà nghiệp nặng khi lâm chung thì lúc mà còn có thể biết, chưa tắt hơi thở hẳn, đến bên cạnh ta nói
là con mang cái của này của cha của mẹ, con tạc tượng Phật, con cúng dường Tam Bảo cho cha mẹ biết, và thì cha mẹ nhờ cái duyên ấy mà không bị đọa lạc, còn được sinh thiên, được phước báo. Đấy, thưa đại chúng, thế thì chúng ta thực hiện đúng như vậy, chắc chắn chúng ta được lợi ích. Chúng ta không phải lo rằng cha mẹ mình làm như thế, cúng chay như thế sẽ đói khổ, không ăn được. Hay là chúng ta phải đi lo về mồ, về mả. Đấy, đã hiểu đúng Phật Pháp thì rất là nhàn. Phật tử cũng không vất vả về việc phải đi xem mồ mả, đất cát nhé, đặt phương nào, đó, không lo cái chuyện đó. Tinh thần của Phật là như vậy, biết rằng lo cho phần hồn của người mất mới là quan trọng. Cái thể xác này nó là tứ đại thôi, không phải là cái chính. Là hồn lìa khỏi xác rồi thì hồn là chính, cái xác nó chỉ là cái vỏ thôi, là cái áo của mình thôi. Cho nên đệ tử Phật hiểu biết như vậy, không bị nặng nề, không bị lo lắng về cái việc lo cho cái thi hài nhiều nhé. Cho nên các Phật tử, nếu mà cha mẹ di chúc hay đủ duyên nói chúng ta hỏa táng thì chúng ta sẵn sàng hỏa táng, đúng không? Hỏa táng bây giờ là văn minh và nhà Phật rất khuyến khích đó, chứ không phải là cứ phải là địa táng, không phải là chôn nha. Hỏa táng là rất tốt để cho người đã mất họ cũng ít chấp trước vào cái thể xác, cái thi hài của mình đó, thì cái điều đó nên làm. Nếu mà cha mẹ nào thuận, hoặc là chúng ta có thể khuyến khích cha mẹ nên hỏa táng từ lúc còn sống đi, thì sau này mình làm nó dễ đó. Thì đó là năm cái điều bổn phận của con cái đối với cha mẹ nha. Thì cái này là chúng ta lễ bái gì? Phương Đông đấy nha. Phương Đông là như vậy đấy. Lễ, một lễ Phương Đông là thực hiện năm cái điều này, là chúng ta tròn cái lễ. Như vậy chúng ta thấy có phải lễ là chỉ mà lễ dập đầu xuống đất này đâu, mà chính là cái nghĩa này này, thực hiện được cái nghĩa này là lễ đấy. Cho nên dân mình nói gọi là lễ nghĩa mà này, phải hiểu được nghĩa của lễ thì đúng, thì được. Bây giờ chúng ta xem lễ cái phương Nam như thế nào. Phương Nam là thuộc về các bậc thầy, về sư trưởng giáo hóa, giáo huấn của mình. Thì chúng ta làm sao đây? Bổn phận của người học trò, người đệ tử đối với thầy phải thế nào? Trong kinh Phật dạy thế này. Thứ nhất ý, là mình phải thường cung kính thầy. Nào, cung kính thầy, thấy thầy là mình phải biết đứng dậy chào hỏi, wow, đầy đủ lòng tôn kính, tôn kính thầy đó. Thì cái đầu tiên là như vậy. Người học trò, người đệ tử không kính thầy thì có học được không? Không thể nào học được. Nhờ cái sự cung kính thầy mà giáo pháp, mà lời dạy của thầy nó mới đi vào trong tâm mình được. Cho nên kính là cái đầu tiên. Vào chùa cũng thế, chú tiểu đầu tiên vào chùa phải học kính thầy. Cho nên cái kính đại sa môn là đứng đầu tiên đấy. Học cung kính. Thầy vẫn nói ở Việt Nam mình có câu chuyện mà cô Thị Kính đấy, vào chùa đặt tên là Tiểu Kính Tâm, và phải tu được cái tâm cung kính đầu tiên, rèn cái tâm cung kính. Mà hiện nay chùa chúng ta cũng thế, tất cả chùa, cả tăng ni Phật tử đều đang thực hiện cái phép cung kính đó. Cung kính nó sinh ra tất cả những các cái quý báu đó. Thứ hai là mình phải biết phục vụ, phụng dưỡng thầy. Nghe không? Cái đạo lý người trò cung kính, phục vụ, phụng dưỡng thầy cũng thế, coi thầy như cha. Đó. Nhà nho người ta cũng thế đấy, mà các ông đồ nho ngày xưa cũng thế, dạy đệ tử cũng thế, quý thầy, kính thầy như cha. Có cái ngày Tết thầy đấy, mà ngày Tết thầy của mình là ngày nào? 20 tháng 11 đúng không? Đấy là ngày Tết các thầy đấy. À, là người trò đến Tết thầy. Và thì dù người thầy ở tại gia hay người thầy trong đạo cũng thế, đều rất là cao quý. Người thầy tại gia cho chúng ta kiến thức, nghề nghiệp. Thầy xuất gia trong đạo thì giúp cho chúng ta được thăng tiến về đạo đức, và đặc biệt là bước trên cái con đường giác ngộ giải thoát. Cái này gọi là bậc thầy xuất thế, rất là đáng tôn kính. Thứ nữa, bổn phận của người học trò phải biết hăng hái chú tâm học hỏi về nghề nghiệp, đền đáp ơn thầy không gì bằng, chính là chúng ta chăm chỉ tu học rèn luyện. Và vì cái tâm huyết của người thầy
là muốn đào luyện người đệ tử, người học trò phải trở thành cho giỏi, thừa kế được những cái ước nguyện của mình mà thì mới được. Chứ chẳng có thầy nào mà dạy trò lại muốn cho trò dốt cả. Đó, muốn cho trò mình nó giỏi thì người trò phải chăm học, chăm rèn. Thì như vậy là mình đền đáp được công ơn của thầy tổ. Đó, thì cái mối quan hệ này rất là quan trọng. Trong kinh Phật dạy cho chúng ta ba cái phước chính để mình vãng sinh, trong đó có cái phước đó là hiếu dưỡng thầy tổ. Đó, cái này mà thiếu thì không thể nào vãng sinh được, thưa đại chúng. Chúng ta phải tu cái hiếu tâm này nhé. Muốn vãng sinh cực lạc mà thiếu cái tâm hiếu này không thể vãng sinh được, không có phước báo vãng sinh. Cho nên chúng ta phải thực hiện cái tâm này. Hiếu tức là mình cung kính thầy, mình vâng lời thầy dạy và làm tròn những cái bổn phận người đệ tử, người học trò, thì mình sẽ được cái tâm hiếu đầy đủ. Mình cái phước đó mới giúp cho mình có thể vãng sinh được. Cho nên bất hiếu không vãng sinh. Ai còn bất hiếu đừng nói chuyện vãng sinh. Cho dù một ngày niệm 100.000 lần tràng hạt niệm Phật mà bất hiếu không vãng sinh, thầy khẳng định như vậy. Không Phật nào đón cái người con bất hiếu, người đệ tử bất hiếu cả. Không thể vãng sinh được mà. Chúng ta phải nhớ cái mạch nguồn nó ở cái chỗ này, cái tâm hiếu này đấy. Đó, đấy là lễ bái về phương Nam. Bây giờ lễ bái phương Tây là thế nào? Phương Tây là vợ và con, những người gần gũi với mình nhất. Thì ở đây, bổn phận của vợ chồng với nhau như thế nào? Trong kinh Phật dạy, mà cái này thầy trích ra để thầy thường dạy trong các cái lễ hàng thuận của các cháu đó nha. Thì vợ con mình phải có những bổn phận với nhau như thế nào, chồng với vợ, vợ với chồng thế nào, thì chúng ta nghe Phật dạy để chúng ta thực hành. Trong kinh Phật dạy, người chồng đối với vợ phải thực hiện năm cái bổn phận như thế này. Thứ nhất là phải tôn trọng vợ nha. Tôn trọng vợ, có chỗ phần kinh thì Phật dịch nè, đi xa về gần vào đều phải vui vẻ vào với vợ, không lên quát mắng nè nhé. Thế thì ở đây cái chỗ này là sao? Thường á, từ xưa đến nay á, thì cái chế độ gọi là phụ hệ là hay xem nhẹ người phụ nữ. Khi mà lấy được người ta về làm vợ rồi thì coi người vợ như người ở đó. Cho nên rất nhiều những vị làm chồng rồi xem thường vợ dữ lắm, và người phụ nữ ở cái địa vị rất là thấp trong gia đình và trong xã hội. Tất nhiên ấy, thưa đại chúng, cái này thì nó cũng có cái phần về nghiệp báo, nhưng với tinh thần đạo Phật ấy, thì bình đẳng đó. Có nghiệp báo nhưng mà có bình đẳng, chúng ta không phải vì thế chúng ta xem thường phụ nữ được, rất trân trọng. Và Đức Phật cũng thế, Đức Phật có mẹ có vợ, Thái tử Tất Đạt Đa có mẹ có vợ, và Ngài rất trân trọng chứ. Thầy biết rằng Thái tử Tất Đạt Đa không bao giờ xem thường Gia Du Đà La cả. Không có Gia Du Đà La thì Thái tử Tất Đạt Đa dễ gì thành tựu trọn vẹn tất cả các hạnh Ba La Mật. Nghe không? Gia Du Đà La là một cái sự hy sinh rất lớn chứ. Phải không? Đấy, để cho chồng mình đi tu đâu phải dễ đâu. Nếu không mà cô ấy mà cứ lẳng nhẳng đi theo sau thì Thái tử có tu được không? Con thì vừa mới sinh còn đỏ hỏn, đường đường là một vợ Thái tử mà lại bị ông chồng bỏ biệt đi tu, đúng không? Phải đau khổ lắm chứ. Nếu thường tình là đau khổ lắm, thầy nói cái đau khổ của Gia Du Đà La nếu xét ra lẽ thường thì hơn chúng ta rất nhiều. À, chúng ta là người nông dân mà ông chồng ông bỏ đi thì cũng không thành vấn đề gì lắm, nhưng mà đây là đường đường một Thái tử sắp lên ngôi, mình là một công chúa, con vua. Gia Du Đà La cũng là con một vị vua. Bây giờ mà ông ấy bỏ đi, vừa sinh con xong là ông bỏ đi, thì đau khổ lắm chứ, phẫn uất lắm chứ. À, thế nhưng mà Gia Du Đà La nhẫn nhục tất cả vào hoan hỷ để Thái tử đi tu. Cho nên thầy nói là Gia Du Đà La và Tất Đạt Đa nhiều kiếp đã là vợ chồng. Trong kinh thì nói là 500 kiếp đã từng làm vợ chồng, và kiếp nào Gia Du Đà La cũng hộ trì cho Tất Đạt Đa trong việc tu đạo. Phải nói đôi bạn này là tuyệt vời đấy, không bao giờ trái ý chồng, thuận theo chồng hết, hoan hỷ hết đấy. Như vậy đấy,
Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta cũng thế nhé, học theo gương hạnh của Tất Đạt Đa và Gia Du Đà La, nghe không? Nhất là trong việc tu đạo, nếu vợ muốn đi tu thì phải hộ trì nhé. Ở nhà em cứ đi tu đi, ở nhà để quần áo để anh giặt cho, cơm để anh nấu cho, lợn để anh cho nhé. Đấy, hộ trì. Đấy. Thế mà chồng muốn đi tu thì vợ ông thế, hoan hỷ, anh đi đi, em lo hết xong em cũng đi. Thế thì như vậy là rất tuyệt vời. Nghe không? Tinh thần đạo Phật là được như thế là nhiều kiếp sau mình sẽ làm bạn đạo, làm pháp lữ với nhau đấy. Và vợ chồng mà như thế thì rất hạnh phúc, thưa đại chúng. Hai vợ chồng cùng hiểu đạo thì gia đình ấy hạnh phúc lắm. Mà con cái chắc chắn sẽ rất tốt đẹp. Đấy, gọi là Phật hóa gia đình thì gia đình ấy rất hạnh phúc. Đấy là cái thứ nhất là người chồng phải biết tôn trọng người vợ. Thứ hai là người chồng phải trung thành với vợ, tức là thủy chung với vợ, không bao giờ phụ bạc, và chỉ có vợ thôi. Nha. Cái đạo đức thủy chung bây giờ nó cũng có bị suy giảm rất nhiều đó, nhất là trong thanh niên bây giờ. Nha. Các cháu bây giờ thì xem chữ thủy chung này nó hơi nhẹ. Nha. Và lấy nhau giống như là lấy thử vậy thôi đó, không hợp bỏ nhau ngay. Nha. Rất là dễ chia tay nhau. Không như các cụ ngày xưa, và một lời thề ước là 100 năm không bao giờ phai nhạt. Bây giờ thanh niên thì nó thề nhiều lắm, đúng không? Thề nhiều cho nên là cũng sẵn sàng quên lời thề ngay. Mới yêu nhau một cái là anh sẽ coi như đời đời kiếp kiếp không bao giờ sai em. Thế mà được cưới nhau mấy ngày đã muốn bỏ con người ta rồi. Đấy, thanh niên bây giờ như thế đấy. Đấy, cho nên cái chữ thủy chung bây giờ phải rèn thanh niên thật kỹ vào. Đấy. Cho nên Thầy đề nghị các Phật tử nhé, có con mà chuẩn bị cưới vợ là phải không? Thầy chăm đưa các cháu lên chùa, nghe các Thầy dạy để cho nó hiểu về cái đạo lý này và cho nó phát nguyện trước Phật đi nhé. Trong cái lễ hàng thuận hạ của chùa mình đấy thì đều có dạy cho các cháu cái chỗ này để nó giữ cho được cái nghĩa này. Đó. Cái thứ ba là người chồng phải biết giao quyền hành cho vợ. Nha. Giao quyền hành cho vợ. Thường thì trong nhà là người chồng nắm hết quyền hành. Thì ở đây Phật dạy là người chồng phải biết giao quyền cho vợ. Cái gì mình đảm đương được thì mình đảm đương, còn phải để cho vợ có chút quyền hành. Phải không? Chứ chẳng nhẽ là bà chỉ có mấy quyền ở trong bếp thôi, quyền giặt quần áo thôi. Phải không? Thì không phải. Có những cái phải giao cho vợ, đỡ cho mình chứ. Phải không? Chứ mà mình nắm hết rồi thì vợ đúng là thành người ở thôi. Nghe không? Đó. Cho nên ở đây thì trong có bài kinh thì dịch là gì? Tài sản làm được bao nhiêu giao hết cho vợ giữ đấy. Nên chứ không phải không đâu. Người chồng mà dũng cảm như thế đó, giao cho vợ quản lý tài sản chứ không phải là mình cầm đâu. Cho nên vợ gọi là tay hòm chìa khóa là chỗ này đấy, giữ gìn tài sản. Thế mà đã giữ tài sản là quyền của vợ to lắm đấy, đúng không? Đấy, thế thì ở đây chúng ta học vâng lời Phật dạy này. Ở đây nhất là các vị nam giới này này nhá, sẵn sàng giao quyền cho vợ, đừng để mình ôm hết, mình thành độc quyền. Nghe không? Độc quyền, cái gì cũng là tôi quyết hết thì không được, phải cho vợ chứ, phải không? Là vợ là một thành viên rất là lớn trong nhà đấy nhá, chứ không phải là xem thường được đâu. Đó, cho nên chúng ta tôn trọng vợ là chỗ này. Rồi cái nữa, Đức Phật dạy bổn phận người chồng đối với người vợ đó là phải biết mua sắm đồ nữ trang cho vợ. Và tùy theo cái hoàn cảnh mà mình sắm sửa trang sức cho vợ cho phù hợp. Đừng để cho vợ mình trở thành cái người mà quê kệch xấu xí, nghe không? Thì đó là không tốt. Đấy, người chồng phải biết cái việc này. Bổn phận của người cha đối với con thì phải thế nào? Trong kinh này Đức Phật dạy, thứ nhất là ngăn chặn con làm các điều ác. Đấy, người cha phải ngăn chặn con làm điều ác. Rồi không để cho con dính mắc vào tất cả những cái thói hư tật xấu ở đời. Đó. Chúng ta lấy thập thiện kinh ra để dạy cho con mình, cho nó thực hành. Đó, bổn phận của làm cha, làm mẹ là như vậy. Rồi sao nữa? Chúng ta phải sống để mà làm gương, khuyến khích con cái mình tu theo điều thiện. Đó. Thì cha mẹ bây giờ phải làm gương, có cái trách nhiệm, vì con cái nó trông vào cha mẹ rất là nhiều, nó nhìn theo cha mẹ để nó học. Đó. Cho nên các cụ ngày xưa nói là giọt trước
chảy đâu thì giọt sau chảy vào đó. À, cái giọt danh nhà mình ấy, giọt mưa nó rơi, giọt trước rơi đâu giọt sau nó cũng rơi theo cái chỗ đó. Thế thì cha mẹ như thế nào thì con cái sau này nó cũng thường là như vậy đấy. Cha mẹ mà sống đời đạo đức thì con cái nó sẽ học theo cái nét đó, nó biết sống đạo đức. Đó, cho nên cha mẹ phải có cái bổn phận làm gương cho con cái. Rồi phải dạy cho con cái nghề nghiệp, tìm cho nghề nghiệp cho con, và cho con học nghề, hoặc mình có nghề phải truyền nghề cho con, để cho con nó có nghề nghiệp. Không có nghề nghiệp, nó thất nghiệp thì sẽ hư hỏng. Đấy, không có việc làm là con người ta dễ hư hỏng lắm đấy. Cho nên các cụ mới nói là nhàn cư thì vi bất thiện, ở nhàn thì hành vi sẽ bất thiện. Cho nên chúng ta phải trao truyền cho con nghề nghiệp, hướng nghiệp cho con cái. Đấy, chúng ta thấy Phật dạy cho mình có đủ không? Rất là đủ đó. Có nhiều vị chỉ lo đi kiếm tiền về cho con thôi mà không lo dạy con và không lo tìm nghề cho con, rèn cho con, mà sau này đau khổ về chuyện này. Đó, cho nên ấy, Thầy thấy cái tấm gương của các cái vị tỷ phú ở trên thế giới đấy, thực sự là họ không dành cho con cái nhiều tiền. Đấy, chúng ta thấy như ông Bill Gates ấy, giàu nhất thế giới. Nhưng mà ông nói rằng ông chỉ cho con ông mấy phần trăm tài sản của ông thôi, còn lại là ông đi làm phước thiện hết. Chứ ông không cho con ông cả đâu. Không cho con cả. Đấy là cái cách ông dạy con ông rất hay. Chứ mà tài sản ông để cho con ông thì con ông ăn bao nhiêu đời không hết. Mà cái đứa mà sinh ra đời chỉ có để ăn với chơi thì chắc chắn nó sẽ gì? Sa đọa, nó sẽ hỏng. Thế là mình làm hại con mình rồi. Đấy, cho nên ở đây Thầy đề nghị các quý Phật tử nhé. Ai giàu có, nghe không? Thì phải tính chuyện này, cho con một phần nhỏ thôi và bắt nó phải đi làm. Còn lại ấy, cái phần kia làm sao? Đi làm phúc. Thế cho nên ấy, mới có câu là gì? Dù cho tích của bằng non mà chẳng bằng tích phúc mà cháu con được nhờ. Đấy, cha mẹ phải biết tích phúc cho con cái, chứ đừng tích của. Tích của nhiều cho con cái là cái họa cho nó đấy. Đấy, Phật tử chúng ta phải hiểu thấu cái câu này. Nghe không? Bây giờ tài sản mình có 100 cây vàng ấy, thì cho nó 1-2 cây thôi, làm dấn làm vốn thôi. Còn lại đi làm phúc đi, mang lên đây cho Thầy xây chùa. Được không? Đã. Xây chùa, Thầy giáo hóa Hoằng Pháp, cái phúc ấy cho nó thì nó sẽ làm lên. Nghe không? Mà đúng như vậy đấy. Các cụ ngày xưa cứ tích phúc ấm cho thật dày thì con cháu tự nhiên nó phát đạt. Thầy cũng suy nghĩ từ cái dòng họ bản thân nhà Thầy cũng thế. Ông cụ nội, bà cụ nội rất chăm làm phúc, thật sự như vậy. Chứ cũng không có nhiều của để cho con, cho cháu. Thế nhưng mà con cháu nhờ ấy mà lại phương trưởng, thành đạt. Thế thì Thầy nghĩ đây là do gọi là phúc ấm tổ tiên. Đó. Thế cho nên chúng ta làm cha mẹ cũng thế. Không cho con cái nhiều tiền của, cho nó đủ để nó vào đời thôi. Còn sau đó phải rèn cho nó cái tự lập. Đó. Và Thầy cũng thấy đấy, con cái của những cái nhà tỷ phú đấy nó rất ý thức. Bố mẹ rất giàu như thế, nhưng nó cũng không phụ thuộc, nó rất tự lập. Đấy, như con ông Bill Gates thế, nó rất tự lập, đi làm bằng cái đồng lương của mình. Thu nhập của nó thì không bao nhiêu đâu. Đấy. Không thể so với bố được, nhưng nó không phụ thuộc. Cái đấy là cái hay đấy. Chúng ta phải rèn cho con mình những cái tinh thần như vậy. Đó. Rồi, cha mẹ phải dựng vợ gả chồng xứng đáng cho con. Nha. Làm cha mẹ thì có trách nhiệm phải dựng vợ gả chồng cho con cái, tìm nơi kén chỗ xứng đáng và tương xứng để xây dựng cho con cái có cái cuộc sống gia đình của nó. Cái này cũng là việc cha mẹ phải làm, bổn phận của cha của mẹ phải lo cho con cái cái điều này. Nghe không? Chúng cũng có nhiều vị thì lơ là, rồi để mặc con cái. Bây giờ chúng ta cứ bảo cho thanh niên chúng nó tự do, nhưng mình không quan tâm cái đó cũng là dở đấy. Không phải tự do một cách mình mặc sức chúng nó đâu. Phải không? Vì các cháu nó gì thì gì, nó vẫn non nớt, không thể định hướng được hết, chưa biết cách nhìn người. Mà chúng nó yêu nhau bây giờ nó có phải là kỹ càng gì đâu, chỉ nhìn thích cái mắt thôi. Mà cái mắt thì chúng ta biết rồi, thì vài ngày là chán. Thấy không? Chứ nó có được lâu đâu. Đấy. Mà yêu nhau thật nó phải đầm thắm ở cái duyên chứ không phải ở cái con mắt đâu. Đấy. Thế mà bây giờ người ta làm giả nhiều lắm, phải không?
người ta giả nhiều lắm, đúng không? Cái gì người ta cũng làm giả được hết á. Thế thì anh mà về cái anh phát hiện đồ giả cái là anh chán ngay đó. Thế cho nên ấy, phải đi vào cái thật chất đó, phải đi vào thật chất. Mà cái này là mắt cha mắt mẹ là rất tinh, cho nên trong cái việc vàng tìm người hôn phối cho con cái là cha mẹ có trách nhiệm cũng rất quan trọng đấy. Đấy, cho nên là các cháu mà có người yêu phải dẫn về ra mắt cha mẹ vào để cha mẹ xem xét trình duyệt cho cha mẹ mới được, nghe không? Đi qua đi lại xem bé này nó đi đứng thế nào đấy, nghe không? Thầy nói vui mà thầy mà ở đời thì cô con dâu nào về thầy duyệt là cũng khó lọt lắm đấy, ví dụ thế. Phải duyệt cho kỹ, nghe không? Từ dáng đứng dáng đi, cái ăn cái nói mình cũng phải xem, mà nó chưa được thì mình phải dạy. Mình cần cái nét đức của nó chân thật, còn có thể nó khiếm khuyết mặt này mặt kia mình có thể dạy được đấy, nhưng mà tuyển chọn ngay từ đầu thì cái đó sau này sẽ rất tốt. Và con mình như thế nó sẽ có hạnh phúc, nó lâu bền đó. Cái này là vai trò của cha mẹ rất quan trọng. Phật dạy phải tìm nơi xứng chỗ để cưới gả cho con, không phải là tự do con cái muốn yêu ai là lấy người đó đâu. Và cho nên ngày xưa các cụ nhà mình tuy thế gọi là phong kiến nhưng mà cũng rất giá trị, vì các cụ đã tìm hiểu nhau sẵn, truyền thống gia đình nhà nhau sẵn rồi. Và lấy vợ là kén tông, mà lấy chồng là kén giống. Và cái tông nhà này, cái truyền thống gia đình nhà này nó có tốt không, cái giống nhà này có tốt không, nghe không? Các cụ kén kỹ lắm đấy, các cụ chấm từ cái tông cái giống nhà người ta rồi, lúc ấy mới cho con mình, mới gả cưới con mình, gả bán con mình. Các cụ là chắc hơn mình bây giờ đấy. Còn mình bây giờ thì nhiều khi để các con nó tự do, nghe không? Đi học rồi này, quen cái cô ở tít mù tóc ở đâu ấy, và chẳng chỉ thấy cô mắt xanh xanh và má đỏ đỏ, thế là thôi là yêu, là đòi bố mẹ cưới rồi. Đấy, thầy đã có nhiều cô Phật tử bạch thầy đấy, nó chỉ yêu có mấy ngày nó đã đòi cưới rồi. Không cưới không được, con trai một nó khăng khăng không cưới là nó tự tử. Phải cưới cho nó, mà cưới xong mới có được, mấy tháng lại đòi bỏ. Khổ ghê lắm đấy. Chuyện thật đấy. Mà những cái chuyện rắc rối như thế cũng đều cứ phải bạch thầy hết. Thầy lại phải đứng làm quan tòa. Thưa đại chúng, nha. Cho nên bây giờ trong cái điều này thì Phật dạy bổn phận của cha mẹ phải thật sự là lo cho con cái, để tâm cả cái việc này. Vì con cái hạnh phúc, cha mẹ mới hạnh phúc được. Chúng ta phải quan tâm điều này. Đó. Bây giờ đến tiếp theo cái phương nữa, phương Bắc là bạn bè, tức là bằng hữu của mình. Đó. Bạn bè thì ai ở trên đời cũng thế, đều có bạn bè. Người ta thường nói giàu vì bạn, sang vì vợ, đúng không? Có bạn bè tốt giúp cho chúng ta rất nhiều. Trong kinh nhà Phật thì Đức Phật dạy đấy, sinh ra ta là cha mẹ, thành tựu cho ta là bạn bè. Bạn bè giúp cho ta thành tựu rất là nhiều. Và người ta cũng nói đấy, anh nói cho anh ấy, bạn của anh là ai, tôi sẽ nói được anh là ai. Người này chơi với ai thì biết rằng người ấy là người thế nào. Đúng không đại chúng? Đó. Nó mà đi chơi bạn toàn là những đứa nghiện thì biết rằng nó cũng không phải cái đứa đã hay đâu. Đó. Cho nên ấy, xem bạn là biết mình, là như vậy đó. Thì ở đây ấy, Đức Phật dạy chúng ta ở trên đời đối với bạn phải sống như thế nào cho đúng nghĩa của bạn. Đó. Thì thứ nhất ấy, phải dạy, phải biết làm. Thứ nhất là phải biết bố thí giúp đỡ bạn bè. Người bạn của chúng ta có những người gặp khó khăn và hoàn cảnh đặc biệt, chúng ta phải biết chia sẻ, giúp đỡ người ta. Cái này thì thầy nghĩ Phật tử mình làm tương đối tốt trong đạo tràng, nhất là cái Tết vừa rồi đó, không? Có nhiều gia đình Phật tử trong đạo tràng chúng ta nghèo khổ, khó khăn, thì chúng ta đã biết chia sẻ, không? Nhường cơm xẻ áo cho mọi người, tặng quà Tết cho các gia đình nghèo trong đạo tràng, không? Cho các gia đình nghèo khổ trong xã hội. Cái việc này là Phật tử chúng ta làm tốt. Thứ hai, làm bạn bè với nhau phải sống chân thành, không có lường gạt, lừa dối nhau. Đã là bạn bè là không được lường gạt nhau, nghe không? Đó. Tất nhiên cái chuyện lường gạt này nó cũng hay xảy ra lắm. Khi thấy lợi, tâm hắc ám,
nó phát sinh ra là chúng ta có thể lừa gạt bạn bè luôn. Cái chuyện này có xảy ra. Nhưng nếu người bạn đúng nghĩa thì Phật dạy không được có cái tâm lừa gạt này. Dù mình vào hoàn cảnh nào, đối với bạn cũng phải giữ cái nghĩa, cái tình. Mình đói thì mình xin, mình khó khăn thì mình nhờ, chứ không bao giờ lại lừa gạt. Nghe không? Lấy cái tình thân của bạn bè để rồi lừa gạt thì người này không xứng làm bạn, không xứng làm bạn. Rồi chúng ta phải tu cái hạnh lợi hành đồng sự, tức là chúng ta giúp cho bạn mình vào đạo, hiểu đạo lý thì chúng ta phải biết đồng sự với bạn mình. Nghe không? Bạn mình là cái người không có đạo đức, không có tâm tín pháp thì chúng ta phải đồng sự với người ta, gần gũi, thân cận, đồng sự để nhiếp hóa họ. Đấy, cái bổn phận của một người bạn phải biết làm cái điều này. Mình quý bạn mình thì mình cũng muốn bạn mình được những điều hay tốt như mình. Mình thấy Phật Pháp là hay thì mình cũng phải giúp cho bạn mình hiểu Phật Pháp. Muốn như thế mình phải đồng sự với họ, cũng phải đi chơi, phải làm việc với họ, gần gũi họ thì mình chia sẻ dần dần họ hiểu ra được. Cái việc này chúng ta rất cần thiết đấy. Và như vậy chúng ta làm cho Phật Pháp được hưng thịnh đấy. Nghe không? Cho nên ở đây Thầy thấy có rất nhiều Phật tử từ lúc đầu một mình đi chùa, sau rồi rủ được bạn bè đi, đến lúc 5 người, 10 người thành một đạo tràng. Cái đấy là cái rất quý đấy. Một người rồi thành cả một đạo tràng, đấy là cái phước báu. Đấy. Giáo hóa được một người tu tâm hướng thiện là phước lành của mình. Thì trong cái việc này, chính những người bạn của ta là cái ta rất dễ giáo hóa họ, thân thiện rồi chia sẻ, giúp cho họ được. Giống như bản thân Thầy thế, giờ đi tu là rất nhiều các bạn bè quay về với Phật Pháp. Trước đây khi Thầy đi tu là họ chống đối dữ lắm. Thế nhưng bây giờ mình tu hành này thì rất nhiều bạn bè quay về học Phật Pháp. Họ rất hoan hỷ. Đấy, rất hoan hỷ. Thì chúng ta cũng phải có cái bổn phận này. Thì trong Kinh Phật dạy, người bạn tốt là thế nào? Đó là biết khuyên ngăn và giữ gìn tài sản cho mình nếu mình làm chuyện phung phí. Đấy, người bạn tốt là cái người phải biết khuyên ngăn mình không có phung phí tài sản, và họ biết giữ gìn tài sản cho mình. Chứ đừng cái người bạn mà cứ thấy mình có của thì đến thì vui vẻ, phải không? Có ăn thì vui vẻ, thì đến thì tốt lắm, phải không? Sời lời lắm. Còn khi mình nghèo, khi mình chẳng có ăn thì họ xa lánh mình, thì người đấy phải xem lại. Đó. Người bạn tốt là người thế nào nữa? Là phải trở thành cái chỗ nương tựa cho mình khi mình gặp nguy hiểm. Đó. Tức là người bạn tốt là người sẵn sàng là chỗ nương tựa cho mình khi mình gặp khó khăn nguy hiểm. Họ sẵn sàng cho mình nương tựa. Đấy, thì chúng ta muốn là người bạn tốt, chúng ta cũng phải làm chỗ nương tựa cho mọi người. Đại chúng thấy không nào? Mình phải là chỗ nương tựa cho mọi người. Khi họ gặp khó khăn, họ gặp những cái nguy hiểm, họ nương tựa vào mình, họ được che chở, được an lành. Đấy, thì đấy là cái người bạn tốt. Rồi, người bạn tốt là người không tránh xa mình khi mình gặp hoạn nạn, khi mình bị xa cơ lỡ vận, nghe không? Thất cơ lỡ vận. Thường thì người ta gọi là khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai. Hoặc là người ta còn câu gì nữa, gọi là gì? Phù thịnh chứ không phù suy. Ở đời là thế. Người này đang thịnh lên thì mình xuống vào phù trợ, tán dương. Khi người ta suy một cái thì lành đi hết, chẳng thấy ai. Cái này ở đời là như vậy. Cái tâm lý chung ở thế gian là như vậy. Nhưng chúng ta là người con Phật học đạo thì chúng ta phải biết điều này, sống cho đúng nghĩa, nghe không? Bạn mình khi họ thịnh hay họ suy, mình vẫn giữ cái tình nghĩa bạn bè, không để mất. Ở đây Thầy thấy có rất nhiều tấm gương trong các đạo tràng Phật tử rất hay. Có những Phật tử họ ở trong đạo tràng, sau này vì cái duyên gì đó họ không có điều kiện sinh hoạt đạo tràng nữa, nhưng mà đạo tràng vẫn đối xử rất là tốt. Khi cha già mẹ héo, khi gia đình có đại sự, đạo tràng vẫn đến thăm hỏi, vẫn đến phúng viếng, vẫn đến giúp đỡ, mặc dù họ không ở trong đạo tràng nữa, nghe không? Nhưng rất quan tâm. Cái đó là cái cử chỉ rất đẹp. Là người con Phật chúng ta phải thực hiện được điều này. Chúng ta không để mất cái tình người, nghe không? Dù họ sinh hoạt với mình hay không sinh hoạt với mình, họ sang đạo tràng khác, họ đi chùa khác, nhưng mình vẫn giữ cái tình người. Cái đó là cái tốt, mà đấy mới đúng là tinh thần người con Phật.
chúng ta không ghét bỏ ai, lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng cái tâm giúp đỡ. Đấy mới là người con Phật. Và tinh thần của chùa mình là như vậy đấy. Ai có duyên sinh hoạt ở chùa rất hoan hỷ, họ không có duyên mình cũng vui vẻ, giữ lấy cái tình. Cái đó là cái nhân duyên để sau này mình có duyên độ người ta đấy. Cho người ta bỏ mình rồi mình ghét luôn, không bao giờ thèm chơi nữa, người ta không ở đạo tràng mình là cho ra hẳn là không bao giờ chơi, không quan hệ nữa, thì mình mất cái duyên lành, không kết được thiện duyên. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải quảng kết thiện duyên là như thế. Ai đến với mình cũng tốt, nghe không? Đi khỏi mình cũng vẫn giữ tốt, nghe không? Không bao giờ khởi ác tâm với họ, mong cho họ được gặp điều tốt lành. Đấy là người bạn tốt đấy. Rồi cái người bạn tốt còn là người biết tôn trọng gia đình của mình, tôn trọng những người thân của mình. Đấy, đã tốt là tốt cả như vậy đấy. Nghe không? Người ta quý mình, ta quý cả cha mẹ anh em của mình. Đấy là người bạn tốt. Thế họ chỉ quý riêng mình thôi thì chưa phải đâu, nghe không? Đó. Chỉ quý riêng mình thì chưa phải. Người bạn tốt là phải biết tôn trọng và quý trọng cả gia đình của bạn mình, những người thân của bạn mình. Thế mới gọi là quý, phải không? Chứ ngày xưa ở đời thì người ta có câu gì? Yêu nhau yêu cả gì? Cả đường đi mà lại, đúng không? Yêu hết. Đó. Thế thì bạn tốt quý nhau là quý cả, quý cha, quý mẹ, quý anh em của bạn mình. Thì đấy là người bạn tốt đấy. Trong kinh Đức Phật dạy như vậy đấy. Đó. Cái phương thứ năm, lễ bái cái phương thứ năm gọi là phương dưới. Phương dưới mình đây là phía dưới này này, không phải dưới âm ti, nghe không? Cái phương dưới phía dưới mình. Đó. Phương dưới là đối với kẻ ăn, người ở, người giúp việc cho mình nhá. Ở cơ quan á thì là người giúp việc đấy. Ai là giám đốc thì từ hàng dưới phó giám đốc đã là người giúp việc cho mình rồi. Thư ký, nhân viên, công nhân đều là người giúp việc hết. Nếu ở nhà thì mình có người giúp việc ở nhà, mình giờ gọi là ô xin đấy, phải không? Đấy, rồi những người làm công trong nhà mình đó là những người giúp việc của mình. Đó, từ những anh lái xe cho đến người dọn vệ sinh, tất cả mọi cái. Đấy là người dưới. Cái đây là phương dưới, Phật gọi là phương dưới. Phương dưới này á, xét cho cùng nó cũng bình đẳng như tất cả đấy. Trong không gian này ấy, cả sáu phương đều bình đẳng. Gọi là trên dưới là chúng ta phân ra như thế thôi. Thực ra chẳng có cái nào là trên dưới đâu. Thưa đại chúng, chúng ta bảo rằng là phía dưới này là dưới, nhưng mà cái người ở Nam Cực ấy, họ lại bảo mình là dưới của họ. Đúng không? Cái trái đất mình hình cầu thì có chỗ nào là dưới là trên đâu. Người ở Bắc Cực bây giờ thì bảo cái người phía Nam Cực là dưới tôi. Nhưng mà cái anh đứng ở Nam Cực nó lại bảo cái ông Bắc Cực này là phía dưới. Đúng không đại chúng? Quả đất hình tròn mà, hình cầu mà. Không có trên dưới đâu. Phân ra là phân như vậy, trong Phật Pháp là như vậy đấy. Sáu phương hay mười phương bình đẳng. Gọi là dưới là để chúng ta phân biệt thế thôi. Còn thực chất chúng là bình đẳng với nhau. Thế thì ở đây Phật dạy, người, chúng ta là người đối với kẻ dưới, người ăn, người ở, phải thế nào cho đúng bổn phận đây? Thì Phật dạy thứ nhất là phải biết giao việc đúng theo sức lực của họ. Nghe không? Đối với người dưới của chúng ta, người giúp việc cho chúng ta, kẻ ăn, người ở của ta, chúng ta phải biết giao việc đúng theo sức của họ, phù hợp với họ. Ví dụ họ gánh được 50 cân thì ta cho gánh 50 cân, đừng bắt họ gánh một tạ. À, sức của họ có thể đảm đương được cái công việc trách nhiệm này thì ta giao đúng cái trách nhiệm này. Cái việc này thưa đại chúng là rất khó đấy, không phải dễ đâu. Nhiều khi chúng ta giao việc không đúng cái năng lực của người ta không làm được. Rồi đổ vỡ công việc rồi mình oán trách, trách phạt người ta. Nhưng vì mình không quán xét được. Đấy, cho nên cái người ấy, làm lãnh đạo, người bên bề trên phải có con mắt nhìn được người dưới, quán xét được người dưới. Nghe không? Cho nên ở đây Phật tử nào là giám đốc nha, phải biết quán xét cái này. Mà cái này muốn quán xét thì phải đi vào trong tĩnh tâm mà quán xét, và phải học rất nhiều đấy thì mới có thể quán xét kỹ được. Chúng ta chưa đắc thánh quả, chưa có tha tâm huệ nhãn thì phải dùng kinh nghiệm, nghe không? Để mà quán xét nhé. Rồi dùng ý kiến mọi người nữa để đánh giá, rồi giao việc cho người ta phù hợp thì người ta sẽ làm tốt. Ở đây Thầy tin rằng thế này, chúng ta khéo khuyến khích, khéo khích lệ thì không ai là không muốn làm việc. Thực ra bản chất con người ta là gì? Là cũng rất thích làm việc.
Nếu cho người ta ở không, người ta cũng buồn lắm. Người ta muốn làm việc và muốn được cống hiến cái gì đó. Còn nếu không được cống hiến, người ta thấy người ta vô giá trị, họ cũng không vui đâu. Khi họ được cống hiến mà làm đúng cái sở nguyện, sở thích của họ thì họ rất là vui. Đó, cho nên biết giao việc, đúng người thì sẽ phát huy được hiệu quả tốt. Ở đây Phật dạy là chúng ta là người chủ, là bậc trên thì phải giao việc đúng theo sức lực của cái người dưới. Đấy là cái việc đầu tiên đó. Thứ hai là phải biết chăm lo ăn uống, thù đáp cho họ, tức là gọi là bồi dưỡng thù lao cho họ đúng mức, nghe không? Cho cái người giúp việc, kẻ ăn người ở, chúng ta ăn uống nghe không? Đầy đủ để họ có sức lực, họ tái sản xuất lao động chứ. Bắt họ làm nhiều mà không cho họ ăn thì mình gọi là gì? Bóc lột. Cái chữ bóc lột là như vậy đấy. Họ làm 10 mà chúng ta chỉ cho họ được 2 thôi, không đủ cả để tái sản xuất cái sức lao động. Chứ đừng nói là họ có thêm cái gì thì đấy là chúng ta bóc lột đấy. Mình ngày xưa mình chê trách cái chế độ tư bản là nó bóc lột. Nghe không? Thầy học kinh tế anh chị nó bảo nó bóc lột. Bóc lột thì bóc lột thế nào? Đấy, cái phần lao động của họ và mình bóc lột trên cái đó. Nhưng mà bóc lột như thế nào nó phù hợp? Và tức là họ làm có phần thù đáp cho họ xứng đáng, phần còn lại là phần của mình, thì đấy không gọi là bóc lột, mà cái đấy là họ được cống hiến và trách nhiệm phải như vậy. Chứ còn nếu chúng ta làm cho họ không đủ cả cái tái sản xuất sức lao động của họ nữa, không đủ bù đắp, thì là chúng ta đã bóc lột họ đấy. Đó. Thế thì ở đây Phật dạy là chúng ta phải biết lo cho kẻ ăn người ở, ăn uống đầy đủ, có tiền lương thù đáp xứng đáng. Cái gì cũng thế, nghe không? Lương thưởng xứng đáng. Trong dân gian mình còn có câu gì? Một đồng gì? 1.000 đồng tiền lương không bằng 1 đồng tiền thưởng. Cái đồng tiền thưởng nó rất giá trị, thưa đại chúng nha. Nó vì trong cái thưởng nó có cái vinh dự trong đó. Có thể lương hàng tháng nó thấp một tí nhé, mấy giám đốc ở đây này, nhưng mà đến thưởng thì thưởng cho xứng đáng vào, nghe không? Vì thưởng nó kèm theo cả vinh dự, cả sự đánh giá ở trong đó, nghe không? Nếu mình cơ sở mình nó khó khăn thì lương chấp nhận có thể là thấp nhé, nhưng mà thưởng thì thưởng cho xứng đáng một tí thì là người ta vui vẻ đấy. 100 đồng tiền công không bằng 1 đồng tiền thưởng. Đây là các cụ nói nó có lý lắm đấy, có lý lắm đấy. Cho nên các giám đốc vận dụng cái này vào nha. Lương thưởng xứng đáng phù hợp cho công nhân, cho kẻ ăn người ở của mình đấy. Ở chùa Ba Vàng cũng có những công nhân làm việc ở chùa Ba Vàng đấy, vì chùa mình không đủ nhân lực, chứ tăng thì dành thời gian tu tập, cho nên là thầy phải tuyển một số công nhân lái xe rồi cây cảnh rồi rất là nhiều việc. Thế thì thầy cũng đối với các em rất là chú đáo, lương thưởng xứng đáng. Và không những thế còn nhiều chế độ ưu đãi. Ví dụ ngày tu Bát Quan Trai như này là thầy cho nghỉ hết, được tu vẫn hưởng nguyên lương. Đấy, thưa đại chúng. Đấy, hôm nay thầy nói rõ ở đây có ai muốn vào làm ở chùa không? Thì xung phong. Lại còn được học Pháp nữa. Nhé. Lương thưởng xứng đáng là được học Pháp. Thầy nói là làm chùa là rất sướng. Cho nên đi làm cho Phật, làm thuê cho Phật cũng sướng, đúng không? Đó. Như vậy đấy. Cho nên là người ta cứ bảo là làm lính mà cho Phật, lính tráng, lính lệ cho Phật cũng sướng. Quả thật như vậy, vì Đức Phật từ bi, Ngài rất bình đẳng, Ngài không cần cái gì. Ngài chỉ cần cái tâm của mọi người hướng về giác ngộ là Ngài sẽ bù đắp cho mình hết. Trên thầy nói tất cả công nhân viên làm ở chùa đó không bao giờ là thiệt thòi cả, thưa đại chúng. Làm cái gì ở chùa cũng thế, không bao giờ thiệt thòi mà chỉ có lợi thôi. Riêng làm việc đâu mà làm việc, chứ làm việc ở chùa là chỉ có lợi, không bao giờ thiệt. Thầy có nói vui với các em thế này. Ví dụ như là cái tháng này ông kế toán ông trả lương mình thấp đi, và mình thấy là thiệt về lương. Đáng nhẽ là mình được 7 triệu mà ông tính toán là ông trả cho mình có 6 triệu thôi, mình thiệt mất 1 triệu. Thế thì có thiệt thật không? Không thiệt. À, coi như 1 triệu này là mình gì? Cúng dường. Đấy, người ta, đây các Phật tử còn mang tiền của đến cúng dường chùa. Thế thì mình coi như mình gọi là mất tiền lương, thì mình cái tiền ấy mình được cúng dường, chả thiệt đi đâu tí nào cả. Mình được phước báu. Thế cho nên riêng làm chùa là chẳng bao giờ thiệt cả. Nghe.
Nó hay như vậy đấy. Làm ngoài thì có thể tính cái chuyện thiệt hơn, nhưng riêng làm chùa là không bao giờ thiệt, được rất nhiều lợi ích. Cho nên Thầy cũng động viên các em mà cố gắng làm sao làm việc ở chùa thật lâu dài. Nghe không? Kiếp này có duyên phước được làm ở chùa là nhiều kiếp sau mình có cái duyên lành, được nghe Phật Pháp, được tu đó. Các em được tu đó. Đến ngày tu bắt quan trai, Thầy cho nghỉ cả ngày để hưởng nguyên lương và tu. Đấy là cái phước lành. Đó. Rồi, Đức Phật dạy tiếp, người chủ, người trên phải biết lo khi người ăn kẻ ở, bệnh tật, mình phải biết chăm sóc họ, an ủi, động viên, chăm sóc họ đấy. Nhé, cái này là cái việc cũng rất là cần thiết. Nghe không? Khi mà nhân viên, khi mà người dưới người ta bệnh tật ốm đau, mà người trên và người lớn đến thăm hỏi, động viên một câu, họ thấy khỏe lên, phấn khởi lắm. Nghe không? Cái đó là rất rất quan trọng. Chăm sóc khi người ta bệnh tật ốm đau, mình hỏi han, mình bồi dưỡng, những lúc ấy rất là quý. Nghe không? Đó. Rồi trong này Phật dạy còn phải biết cho họ được nghỉ ngơi, nghỉ phép nữa. Không phải là làm suốt cả ngày, cả đêm, cả tháng, cả năm, phải có những ngày nghỉ. Đấy, thì chùa mình cũng có thực hiện những cái chế độ đó để cho tất cả công nhân của chùa đều có những ngày nghỉ. Nghe không? Và đối với Thầy, Thầy còn cởi mở hơn đó, nghe không? Có những việc mà gia đình mà trong tuần ấy, không phải là ngày nghỉ, cần thiết nghỉ Thầy cũng cho nghỉ. Đó. Rất thoải mái, tạo điều kiện. Đó, thế cho nên ở đây nếu mà có các doanh nghiệp này mà ứng dụng những điều Phật dạy này, Thầy tin rằng cái người lãnh đạo mà làm được điều Phật dạy này thì cái tổ chức, cái cơ quan đó sẽ rất tốt. Anh em, chị em sẽ thương yêu đoàn kết với nhau lắm đấy. Người giám đốc, người lãnh đạo mà sống đúng tinh thần Phật dạy này, cư xử với người dưới, người ăn, người ở của mình như thế này thì người ta sẽ rất quý mình, rất tôn trọng mình. Họ sẽ hết lòng gắn bó với cơ quan, với công ty, với doanh nghiệp. Và Thầy rất mong các doanh nghiệp của mình phải đi theo cái hướng này thì sẽ rất tốt. Đấy. Ở đâu thì ở, làm nhà nước hay làm ngoài cũng cuối cùng là làm để có tiền thôi. Có phải không? Thì cái môi trường nào mà thật tốt, mình ở trong đó mình được phát triển, mình được yêu thương, mình được cống hiến, thì đấy là tốt chứ. Cứ gì phải trong hay ngoài. Đấy, ở đây có một số giám đốc vào đây, Thầy nói, cứ làm sao ai vào môi trường mình làm tốt, được cống hiến, thu nhập xứng đáng, và được quan tâm, được yêu thương, và mình được phục vụ, được cống hiến xứng đáng, đấy là tốt. Và xã hội mình phải phát triển theo cái xu hướng này. Đấy. Không phân biệt là trong nhà nước hay ngoài nhà nước, ở đâu cũng bây giờ cũng thế thôi. Đấy. Thì đó là điều mà Đức Phật dạy chúng ta đối với người dưới, người ăn kẻ ở của mình, người giúp việc của mình, gọi là cái phương dưới. Nghe không? Thế nhưng mà cái bổn phận của cái người dưới đó đối với người trên thì phải thế nào? Thì Phật cũng dạy cái người ăn ở đó, kẻ ở đó cũng phải có bổn phận của mình đối với bậc trên, với ông chủ của mình. Đó là gì? Cái người đó phải biết chăm chỉ. Và ở đây là Phật dạy người đó đối với chủ thì phải biết ngủ sau chủ này, dậy thì dậy trước chủ. Đó. Đấy, nếu mà nhà mình đó có người ăn ở thì người ăn ở phải biết thế. Đi ngủ phải đi ngủ sau ông chủ, sau bà chủ, mình còn thu vén công việc, sáng mình phải dậy sớm một chút. Đấy, bổn phận, nghe không? Chứ còn mình là người ở, mình người giúp việc mà mình lại sáng thì lại dậy sau, bà chủ phải gọi mình dậy, ngủ thì chưa đến giờ ngủ mình đã leo lên giường đi ngủ trước, thế thì có đáng là người giúp việc không? Đấy, cho nên bổn phận người giúp việc phải biết cái phần này. Thứ hai là phải biết vui lòng với tất cả các vật chất mà được người chủ cho. Người ta cho thế nào mình, về bổn phận mình cứ vui đã, không đòi hỏi nhiều. Nghe không? Cái người ở mà như thế thì rất quý đấy. Đừng đòi hỏi nhiều. Từ ông chủ, bà chủ, ông thấy mình tốt, ông sẽ có cái bù đắp xứng đáng. Chứ mình mới đến làm, mình đã đòi hỏi phải thế này, phải thế kia, thì nó không hay chút nào cả. Cho nên Phật dạy đây phải biết hài lòng, biết bằng lòng với những cái mà người chủ người ta cho mình. Rồi thứ ba là phải biết khéo lo các công việc. Làm công việc phải biết khéo quán xuyến để cho công việc nó được tốt. Rồi cái thứ tư là phải biết đem những danh tiếng tốt đến cho chủ. Là người ăn kẻ ở, là người cấp dưới, phải biết đem cái danh tốt đến cho chủ của mình. Nghe không? Mình là người dưới, mình phải ca ngợi chủ mình.
Người ở phải biết ca ngợi chủ, cấp dưới phải ca ngợi cấp trên, đấy là tốt đấy. Đệ tử phải biết ca ngợi thầy. À, nghe không? Ở ngoài đời người ta gọi là gì? Mẹ hát con khen, bây giờ là con phải biết khen cha mẹ. Là đúng đó. Đó. Con cái phải khen đức tốt của cha mẹ. Đệ tử phải biết khen cái đức hay của thầy. Người ở phải biết khen cái tốt của chủ. Thì đấy mới đúng nghĩa. À, người ta còn gọi là ăn cây nào biết rào cây đấy, phải không? Là như vậy đó. Chứ còn mình thì ở nhà người ta làm cho người ta nhưng mà đi nói xấu người ta thì không được rồi. Đệ tử ở với thầy dạy thầy nuôi cho ăn học mà lại đi nói xấu là hỏng mất hết đức. Con mà đi nói xấu cha mẹ cũng không được. Đó. Cho nên cũng có câu là con thì không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo. Là như thế đấy. Cái chỗ này người dưới phải biết khen cái đức của người trên. Và kinh Phật dạy tán thán khen ngợi cái gì xứng đáng mình sẽ được vô lượng phước báu. Và bổn phận mình là người dưới, biết tôn trọng, kính trọng người trên, mình vẫn được phước báo. Đó, thưa đại chúng, làm tròn cái bổn phận này nhé. Đấy là đối với phương dưới, khi lễ hạ phương hay là phương dưới, tức là làm bốn cái việc này, thì là mình tròn cái lễ đối với phương dưới. Bây giờ còn một cái lễ nữa gọi là lễ thượng phương, là phương trên. Đấy, chúng ta gọi là ngửa mặt lên trời lễ là lễ phương trên. Wow. Thế thì lễ phương trên là như thế nào? Phương trên là đối với các bậc sa môn, bà la môn, những bậc xuất gia, những cái người tu hành, đó, những cái bậc mà đã lìa bỏ trần gian đi tu hành, đấy gọi là đối với phương trên. Thì chúng ta phải thế nào? Thứ nhất ý, là có tâm rộng mở để cung đón các ngài, các vị. Người tại gia thì phải có cái tâm rộng mở, luôn luôn cung kính đối với cái bậc xuất gia. Thấy bậc xuất gia đến nhà mình có tâm tôn trọng cung kính, không xua đuổi, nghe không? Trong bài Sám Hối Sáu Căn có nói cái tội gọi là xua đuổi tăng ni đó. Đúng thật là bậc xuất gia xuất trần mình phải sinh tâm cung kính rộng mở đó, đón chào. Thứ hai, phải có tâm thành kính cúng dường. Và đầy đủ tâm thành kính cúng dường mình sẽ được phước báo. Đó, phước báo. Thứ ba là sao? Là mình phải ứng xử với các ngài với cái tâm từ, với cái tâm đầy đủ sự tôn trọng. Đấy, lúc nào cũng thế, đầy đủ cái tâm tôn trọng thì mình sẽ được các cái phước báo, cung kính phụng sự. Ở các cái nước Phật giáo nguyên thủy đấy, thầy đi thầy thấy họ đối với chư tăng họ quý trọng ghê lắm. Hôm thầy có tổ chức cho chư tăng nhà mình đi khất thực ở dọc đường phố ở bên Miến Điện và Thái Lan. Nhìn thấy chư tăng từ xa là họ đã chuẩn bị sẵn thực phẩm rồi. Họ để vào cái bát hoặc để vào cái khay. Họ đi đến cách mình khoảng 5 bước chân, họ bỏ dép ra. Họ không được đi dép, họ đi chân đất. Đi đến nơi thì họ quỳ xuống. Họ đúng người ta gọi là giống như là hôn vào cái chân mình ấy. Tức họ cúi mặt xuống dưới chân mình. Xong rồi họ đứng lên, họ mới cúng dường. Đấy, cúng dường xong họ lại quỳ xuống họ lễ cái nữa. Họ đi giật lùi ra và dép của mình. Họ cung kính đến như vậy đấy. Thưa đại chúng, khi mà cái tâm họ cung kính như vậy ấy, thì quả thật mình không bao giờ dám nghĩ đến cái chuyện buông lung. Thấy cái sự họ cung kính như vậy. Đó, hay ghê lắm. Ở Thái Lan ấy, đến vua và công chúa, hoàng tử cũng thế. Gặp chư tăng họ cũng đảnh lễ như thường, không xem thường chút nào. Cho nên ấy, cung kính những bậc đáng kính, mình được vô lượng phước báo. Thưa đại chúng, đó. Cho nên sa môn, bà la môn là những người đã rời bỏ gia đình xuất gia cầu đạo, thì chúng ta đủ lòng tôn kính, mình sẽ được cái phước báo và cho mình rất nhiều cái tốt đẹp sau này. Nghe không? Từ cái phước báo cung kính ấy, sau này mình được ở vị địa vị cao quý, thân tướng được đoan nghiêm đẹp đẽ, rất nhiều cái. Thì kính thưa đại chúng, đó là sáu cái phương mà cái ông trưởng giả Thi Ca La Việt này hàng ngày ông ấy lễ, được Phật giải rõ ra. Ông lễ như thế, tức là ông hộ trì như vậy đấy, ông thực hành những việc như vậy thì ông sẽ được đầy đủ phước báo. Đó. Thế thì kính thưa đại chúng,
Qua bài kinh Thi Ca La Việt này, chúng ta ứng dụng vào cái việc chúng ta lễ Phật hàng ngày. Không phải lễ Phật hàng ngày, lễ thật nhiều mà không hiểu ý nghĩa gì cả. Ở đây Thầy vẫn nói lễ nghĩa là tôn kính. Tôn kính nghĩa là vâng lời và học theo. Có phải không? Chúng ta lễ Phật thật nhiều nhưng mà không hề vâng lời Phật dạy một chút nào, không làm theo lời Phật dạy chút nào, thì có thật là mình kính lễ Phật không? Không kính lễ Phật. Một ngày tôi lễ 108 lễ, nhưng mà ra ngoài là lường gạt, ra ngoài là trộm cắp, ra ngoài là dối trá, về nhà là chửi chồng, là mắng cha. Thế thì làm sao mà gọi là lễ Phật được? Đó, cho nên Đức Phật dạy ông Thi Ca La Việt này, ông lễ sáu phương đấy, con lễ chín phương trời, mười phương Phật đi, là phải lễ như thế này này. Ông phải sống như thế thì mới đúng nghĩa ông lễ đấy. Chứ còn lễ mà ông không như thế này thì chẳng có giá trị gì cả. Thế cho nên Thầy cũng không đòi hỏi các Phật tử lễ Phật thật nhiều. Mặc dù là mình có những cái bộ kinh lễ ngũ bách danh, lễ tam thiên Phật, lễ vạn Phật, lễ hồng danh, lễ Phật. Nhưng mà lễ phải như vậy đấy. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy cách quán tưởng khi chúng ta lễ như thế nào, đầy đủ các tâm như vậy thì công đức mình mới tròn. Đó. Thì kinh thưa đại chúng, qua bài kinh Thi Ca La Việt này, chúng ta hiểu cái giá trị thực tế của đạo Phật, đó là hiểu được nghĩa Phật dạy và ứng dụng vào trong cuộc sống này, nó sẽ có tác dụng chuyển hóa thật sự. Cho nên Phật dạy là y nghĩa bất y ngữ, là như vậy đấy, y vào nghĩa lý chứ không y vào cái ngôn từ. Hiểu được nghĩa, thực hành nghĩa này chính là mình đang tiêu hóa lời Phật dạy, trở thành của mình, thành máu, thành thịt của mình. Và nhờ vậy thì tất cả thân tâm mình, từng tế bào mình nó đều thấm nhuần Phật Pháp, và mình mới có cơ hội để thành Phật chứ. Có phải là đạo Phật tu ở hình thức đâu. Không phải một người chăm chỉ lễ bái đã hoàn toàn là tốt đâu. Mà phải thực tâm thực hành. Đại chúng thấy, đấy, qua bài kinh này là chúng ta thấy rất rõ Phật bảo ông lễ phải như thế đấy. Ông lễ sáu phương là ông phải hộ trì, ông thực hành những cái lời dạy này thì là ông lễ bái sáu phương, và ông lễ như vậy thì cha ông chắc chắn sẽ được siêu sinh. Chứ không phải ông cứ ra ông lễ xì, lễ sụp, phải không? Cho đủ cái sáu phương thế là cha ông siêu sinh đâu, không phải thế. Nghe không? Đấy, kính thưa đại chúng, thì qua cái bài kinh khai pháp hôm nay, quý Thầy mong muốn để tất cả các quý Phật tử đại chúng chúng ta hiểu rõ đạo Phật là thiết thực, là thực tế, là thực hành. Và chân thật thực hành như vậy thì chúng ta sẽ thật sự chuyển hóa mình. Chuyển hóa được mình rồi sẽ chuyển hóa hoàn cảnh của mình. Nghe không? Ai ai cũng hiểu nghĩa Phật dạy, chăm chỉ thực hành thì xã hội chúng ta, đất nước chúng ta sẽ tốt. Như cái lời chúc nguyện của Thầy sáng nay, mong cho Phật giáo Việt Nam rực sáng, cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam, đất nước Việt Nam được phú cường, được thịnh vượng. Thì muốn như vậy thì mỗi mỗi Phật tử, tăng ni Phật tử chúng ta phải hiểu rõ lời Phật dạy, ứng dụng thực hành chân thật, đem vào cuộc sống thật sự thì nó sẽ được như vậy. Đó, thì hôm nay toàn thể đại chúng cố gắng nghe Pháp Phật dạy, hiểu và thực hành. Thầy chúc đại chúng được nhiều lợi lạc, Phật Pháp thiết thực, và mọi người đều chuyển hóa, đều được an lạc. A Di Đà Phật.